Thợ mài người Colombia chuẩn bị cho trang phục của Đức Giáo Hoàng mới. Khi Đức Giáo Hoàng Benedict XVI kết thúc triều đại của mình vào hôm thứ Năm 28 tháng 2, ông Luis Delgado, một người thợ mai người Colombia, lại phải tất bật trong công việc chuẩn bị tủ quần áo cho vị giáo hoàng kế nhiệm. Nhà sản xuất trang phục đầy tài năng, người cũng đã từng thêu những huy hiệu đặc biệt cho trang phục quân nhân và mai những khăn thắt lưng cho tổng thống, nói rằng ông sử dụng vật liệu tốt nhất để sáng tạo trang phục cho Vatican. Tất cả các vật liệu được dùng để mài trang phục cho các hồng y và Đức Giáo Hoàng đều đến từ Ý và có chất lượng tốt nhất. Ông Luis Delgado cũng đã mài trang phục cho Đức Giáo Hoàng Benedict và ông cho biết tủ y phục mới của Đức Giáo Hoàng kế tiếp cũng đã sắp hoàn thành. Áo choàng đỏ và khăn quàng đã được gửi đến hôm, áo lễ vẫn chưa hoàn tất, đang chờ trang trí và thêu. Các vị hồng y từ khắp nơi trên thế giới đã tụ tập về Vatican và bắt đầu lên kế hoạch cho một cuộc họp kín để bầu vị giáo hoàng kế nhiệm Đức Giáo Hoàng Benedict. Một trong những câu hỏi đầu tiên mà họ phải có câu trả lời đó là khi nào 115 vị hồng y sẽ bước vào nhà nguyện Sistine để bầu chọn. Họ đã có một cuộc họp đầu tiên vào thứ Sáu ngày 1 tháng 3, nhưng có lẽ phải chờ đến tuần tới mới có được một quyết định.